Nam Mô A Di Đà Phật. Giác Lợi mến chào tất cả bà con cô bác anh chị em xem kênh Giác Lợi Vlog. Hôm nay Giác Lợi xin đọc chia sẻ tử vi con giáp tiếp theo là con giáp Tuổi Dậu tháng 12 âm lịch, cái tháng Chạp, cái tháng cận Tết này, tài lộc công danh sự nghiệp như thế nào, về mặt nào đó tốt thuận lợi thì anh chị em Tuổi Dậu có thể phát huy nắm bắt cái cơ hội nào đó cho riêng mình, tốt thì càng thêm tốt. Về cái mặt nào đó nó không được thuận lợi, không được tốt thì anh chị em cũng có thể chủ động hơn cho cái tháng 12 được nhiều niềm vui an lạc, chuẩn bị bước vào cái năm mới, năm 2025. Tháng mới này cũng là tháng cuối cùng để khép lại năm Giáp Thìn này. Vận khí của người Tuổi Dậu có dấu hiệu vượng sắc rất rõ rệt, có may mắn đồng hành. Trạng thái tinh thần của con giáp này phơi phới rộng mở, bạn sẽ tích cực thể hiện sự năng động và phấn đấu với mọi cơ hội để thể hiện bản thân mình. Trong công việc, tháng này là thời điểm tốt nhất để bạn thể hiện khả năng làm việc chăm chỉ và nắm bắt cơ hội thăng tiến. Những nỗ lực của người Tuổi Dậu sẽ được những người xung quanh ghi nhận, tuy nhiên thành công không phải là dừng lại. Bạn nên giữ một tâm trí cởi mở, tiếp tục học hỏi và phát triển nhiều thêm nữa. Tài vận của bạn trong tháng này ở mức cân bằng, tuy có thêm một số nguồn thu nhập nhưng cũng có rất nhiều khoản để chi tiêu. Nhất là thời điểm cận Tết như hiện nay, bản mệnh nên xây dựng một kế hoạch tài chính khôn ngoan, quản lý hợp lý, tránh những chi phí không cần thiết để đảm bảo rằng sự tăng trưởng ổn định của cải dài lâu. Về cái chuyện tình cảm, những mối nhân duyên bất ngờ sẽ đem đến cho những trải nghiệm mới mẻ cho người độc thân. Người đang yêu sẽ có mong muốn thêm một bước về lâu dài hôn nhân với người mình yêu trong tháng 12 âm lịch này. Về cái mặt sức khỏe, may mắn không mắc trọng bệnh nghiêm trọng nào khó tránh. Tuổi Dậu nhưng cũng vẫn được nhắc nhở rằng phải chú ý do ảnh hưởng của hung tinh ngũ quỷ có thể gây tai nạn bất ngờ đối với quý anh chị em Tuổi Dậu. Trong tháng này chúng ta mặc dầu mọi chuyện đều thuận lợi nhưng chúng ta có cái nạn huyết quan, chúng ta làm việc dao kéo sắc bén nhọn hay những vật phẩm như gôi phôi gan, phôi thép, nhất như là những anh làm nghề cơ khí đó, chúng ta nên cẩn thận, dễ bị xảy ra trầy xước, chảy máu thì không nên. Tử vi sự nghiệp, theo như cái tử vi trong cái tháng 12 tháng Chạp này, người Tuổi Dậu có những bước tiến triển ngoạn mục về sự nghiệp cá nhân của mình, mở ra những cơ hội thăng tiến rõ rệt hơn trong năm mới, trong cuối tháng này để chuẩn bị đón cái năm mới. Nhưng mà nói về năm mới là năm mới dương lịch nha, bởi vì chúng ta tháng 12 âm lịch, tất nhiên là tháng 12 âm lịch, tất nhiên là tháng 1 dương lịch năm mới rồi, cho nên là nói năm mới thì anh chị em chúng ta cũng phải hiểu cái chỗ đó nha. Được cả cục diện tam hợp và nguyệt lệnh Lâm Trường Sinh ủng hộ, các kế hoạch công việc diễn ra hanh thông hơn, hứa hẹn nhiều hỷ sự bất ngờ. Tháng này có thể có nhiều cái đám tiệc làm cho anh chị em chúng ta rất là bất ngờ. Hàng loạt những dự án lớn nhỏ đều được gấp rút hoàn thiện, ít có sự cố xảy ra, kết quả khả quan. Nhờ có tinh thần càng thêm hăng hái, hiệu quả công việc được nâng cao đáng kể. Bạn sẽ tích cực thể hiện sự năng động và phấn đấu mọi cơ hội để thể hiện bản thân. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn đẩy mạnh tác động mục tiêu công việc của mình, mở rộng quy mô kinh doanh hoặc biến giấc mơ khởi nghiệp của mình thành hiện thực. Trong tháng này, đầu tháng, anh chị em chúng ta sẽ gặp gỡ bạn bè, người thân hoặc có đa gia đình, có đám tiệc gì đó đối với quý anh, quý chị chúng ta. Những nỗ lực của bạn sẽ được những người xung quanh ghi nhận, dù vẫn có những trở lực nhất định nhưng con giáp này đều biết cách tháo gỡ khó khăn và trở ngại, tìm ra được ánh sáng phía cuối con đường hầm. Bản mệnh nếu mạnh dạn gánh vác trọng trách mới thì gặt hái nhiều hoa thơm quả ngọt, sẽ rất là xứng đáng với thành quả của quý anh chị em Tuổi Dậu chúng ta bỏ ra. Sau tất cả những khó khăn thách thức trước đó, cuối cùng đã đến thời điểm thu hoạch của người Tuổi Dậu. Bản mệnh tự thân vận động, tự làm tự hưởng, càng về cuối tháng thì càng rực rỡ tự hào với những gì mình đã được và sẵn sàng đón một cái Tết ấm no đối với quý anh chị em Tuổi Dậu. Mọi cánh cửa bạn mở ra lúc này đều dẫn tới con đường tươi sáng theo chiều nhiều cách khác nhau. Bạn có thể cảm thấy chút choáng ngợp nhưng đừng chần chờ nữa, sẽ để cơ hội của bạn đi qua sau vào, bạn sẽ có cảm thấy rối tiếc sau này. Tuy nhiên, thành công không phải là dừng lại, bạn nên giữ một tâm trí cởi mở, tiếp tục học hỏi và phấn đấu phát triển nhiều hơn nữa.
tháng 12 này cho biết rằng đường cho chúng ta được cái tam hợp quý nhân soi đường dẫn lối, tài lộc tháng chạp tuổi dậu ngày càng khởi vượng, dù làm ở lĩnh vực nào đi chăng nữa thì bạn cũng có nhiều khoản thu nhập đáng kể, gia tăng tài lộc ngay thời điểm Tết cận kề. Tình hình kinh doanh buôn bán khả quan, đạt doanh thu cao gấp nhiều lần so với thời gian trước. Bạn không tranh thủ thời điểm này để mở rộng quy mô kinh doanh sản xuất thì còn đợi đến lúc nào nữa. Cuối năm các nhu cầu về thực phẩm, ăn mặc, đi lại, trang trí tăng cao, rồi đám tiệc cũng rất là nhiều. Nếu đủ nhanh nhạy nắm bắt và tăng trưởng thị trường thì và sự thị hiếu của khách hàng thì đảm bảo tuổi dậu sẽ càng kinh doanh càng có lãi trong cái tháng 12 âm lịch tháng chạp này, nhất là những người kinh doanh buôn bán đối với quý anh chị chúng ta. Bởi vì cái cuối năm thì thế nào cũng đám tiệc rất là nhiều, tảo mộ thanh đầm đám tiệc đầm rất là nhiều trong cái cuối năm này, cho nên nếu mà chúng ta buôn bán thì chúng ta nắm bắt cái thị trường đó chúng ta sẽ khá rất là nhiều. Những tiểu thương buôn bán nhỏ cũng sẽ có một tháng tất bật với các đơn hàng khách hàng nườm nượp, nhìn và tăng trưởng là và tiềm năng phát triển hiện tại. Bạn có thể nghĩ tới việc dồn tiền làm lớn hơn nữa, chuyển từ bé lẻ sang bán buôn rất khả quan, nhưng nhớ là vẫn phải cân nhắc tình thần thực tế và khả năng của bản thân trước khi đưa ra một quyết định nào đó. Với những người làm công ăn lương có thể thấy sự nghiệp tăng tiến lên để cơ hội tăng lương thưởng cũng cao hơn hẳn so với bình thường. Các khoản thưởng Tết, thưởng hoa hồng đảm bảo cho bạn có một cái Tết ấm no. Tuy nhiên đây cũng là tháng giáp Tết nên dù bạn có kiếm được nhiều tiền hay là công việc có nhiều đi nữa thì cũng phải chi ra không ít. Bản mệnh nên xây dựng một kế hoạch tài chính khôn ngoan, quản lý hợp lý, tránh những chi phí không cần thiết để đảm bảo tăng trưởng ổn định của cải chúng ta. Hoặc là chúng ta nên tích lũy để nhiều khi bước qua năm mới, trong thời gian đầu năm chúng ta chưa có làm, chúng ta cũng có thể chúng ta trang trải chi tiêu khi chúng ta được nghỉ thời gian Tết rất là dài. Xét về cái phương diện tình cảm, vận trình tình cảm của người tuổi dậu hanh thông phơi phới, hứa hẹn nhiều hỷ sự, tam hợp giúp người chân thành tìm thấy nhau, giúp những trái tim còn e ngại xích lại gần nhau hơn, cũng giúp hóa giải những mâu thuẫn trục trặc trước đó để chúng ta đón được cái Tết rất là vui vẻ và nồng ấm. Chứ nghe nói cũng rất là mừng, có nhiều người mà trục trặc bệnh hoạn hay là nhiều cái chuyện mà xảy ra rồi cái đầu năm đầu tháng mặt hầm hầm như thịt bầm nấu cháo thì tình cảm gia đạo đầu năm mới nó sẽ kém đi cái sự may mắn. Những mối nhân duyên bất ngờ sẽ đem đến những trải nghiệm mới mẻ cho người độc thân. Bạn không có thêm cơ hội kết giao gặp gỡ hẹn hò mà có thêm dũng khí để bày tỏ cảm xúc mà mình không ngần ngại. Người đang yêu sẽ có một mong muốn tiến thêm một bước nữa về lâu dài với hôn nhân với người mình yêu. Khi cả hai đã chắc chắn về tình cảm của mình, mối quan hệ của hai bạn cũng nhận được sự ủng hộ của gia đình, bạn bè hai bên. Trong khi đó, tình cảm vợ chồng tuổi này càng ngày càng sâu đậm hơn, gia đình đầm ấm hạnh phúc. Không khí đón Tết cũng giúp cho các thành viên trong gia đình gắn kết hơn, những giận hờn và khúc mắc trước đó đều được hóa giải và ổn thỏa hơn đối với quý anh chị em tuổi dậu của chúng ta rất là nhiều. Trong cái tháng 12 âm lịch này, vận trình sức khỏe của người tuổi dậu bị cái nguyệt lệnh lâm trường sinh báo hiệu phúc thọ dồi dào, sức khỏe của người tuổi dậu khá hơn, tốt hơn đối với những người có bệnh nền. Không có chuyện gì đáng lo ngại, thể trạng của bạn đã duy trì ở trạng thái tốt, bệnh nặng không mắc, chỉ có vài triệu chứng ốm qua lo, bệnh giặc nhanh khỏi. Hàng ngày chỉ cần chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao, vận động vừa sức thì thể chất và tinh thần luôn dồi dào, năng lượng cũng sẽ tốt hơn. Đây chính là chìa khóa vàng nên nắm bắt và tận dụng cái khả năng linh hoạt của mình nhiều hơn nữa để cho sức khỏe của mình tốt hơn, tốt càng thêm tốt, chứ đừng có thấy tốt mà chúng ta lơ là đối với quý anh chị em tuổi dậu của chúng ta. Dù vậy, bạn cần phải đặc biệt chú ý ảnh hưởng từ hung tinh ngũ quỷ có thể gây tai nạn bất ngờ trong tháng này. Lái xe cần phải cẩn trọng, cuối năm nhiều dịp ăn nhậu, tuyệt đối không sử dụng rượu bia khi lái xe, kẻo nguy hiểm đến tính mạng và ảnh hưởng đến thân thể của chúng ta thì không tốt. Đầu tiên là giác lại nói về tuổi Đinh Dậu mạng quả, nam sao Thái Dương, nữ sao Thủ Tú. Còn một tháng này là chúng ta bị ảnh hưởng sau này ở một tháng cuối cùng của năm. Có những bước thăng trưởng ngoạn mục về sự nghiệp cá nhân của bạn trong tháng 12 âm lịch này.
Màu sắc may mắn là màu đen và màu đỏ. Quý nhân giúp đỡ cho anh chị em tuổi Đinh Dậu là tuổi Thân và tuổi Tức. Tiểu nhân không hợp là tuổi Mùi và tuổi Ngọ. Anh chị em nên vận dụng cái màu đen màu đỏ vào trong cái cuộc sống trong cái tháng cuối năm này sẽ tốt cho quý anh chị chúng ta rất là nhiều. Phong thủy cái màu sắc nó sẽ giúp ích cho anh chị em chúng ta may mắn càng thêm may mắn. Tiếp theo là tuổi Kỷ Dậu Mạn Thổ, nam sao Thủ Tú, nữ sao Dân Hớn. Tinh thần càng thêm hăng hái, hiệu quả công việc được nâng cao, thành quả, tiền bạc cũng sẽ đi theo đó mà lợi nhuận cũng sẽ cao. Quý nhân giúp đỡ là tuổi Tức và tuổi Mão. Màu sắc may mắn là màu vàng và màu xanh lá. Tiểu nhân không hợp là tuổi Tý và tuổi Thìn đối với anh chị em tuổi Kỷ Dậu Mạn Thổ. Chúc anh chị em tuổi Kỷ Dậu Mạn Thổ tháng 12 âm lịch tháng chạp may mắn hơn, thành công hơn, tốt đẹp hơn. Tiếp tục là giác lại nói về tuổi Tân Dậu Mạn Mộc, nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch. Có nhiều khoản thu nhập đáng kể, gia tăng tài lộc khi đón Tết cận kề trong cái tháng 12 âm lịch này. Quý nhân giúp đỡ là tuổi Tức và tuổi Tỵ. Màu sắc may mắn là màu nâu và màu trắng. Tiểu nhân không hợp là tuổi Sửu và tuổi Thìn. Xin chúc mừng anh chị em tuổi Tân Dậu tháng này chúng ta sẽ thu nhập rất là nhiều, gia tăng khoản tiền chúng ta trong năm nay. Chúc quý anh chị em có được một cái Tết an lạc, may mắn, thành công hơn, tốt đẹp hơn. Tiếp theo là giác lại nói về tuổi Quý Dậu Mạn Kim, nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tú. Vận trình tình cảm hanh thông phơi phới, hứa hẹn nhiều hỷ sự. Quý nhân là tuổi Thân và tuổi Tức. Tiểu nhân không hợp là tuổi Ngọ và tuổi Dậu. Màu sắc may mắn là màu đen và màu hồng. Chúc anh chị em tuổi Quý Dậu Mạn Kim tháng chạp âm lịch may mắn, thành công hơn, tốt đẹp hơn đối với quý anh chị em chúng ta. Tiếp tục là giác lại nói về tuổi Ất Dậu Mạn Thủy, nam sao Thủ Tú, nữ sao Dân Hớn. Phúc thọ dồi dào, sức khỏe dẻo dai, không lo bệnh tật. Quý nhân giúp đỡ là tuổi Tỵ và tuổi Hợi. Tiểu nhân không hợp là tuổi Thìn và tuổi Mão. Màu sắc may mắn là màu xanh lá và màu vàng. Cảm ơn tất cả bà con cô bác anh chị em tuổi Dậu đã nhín chút thời gian quý báu để nghe giác lợi đọc chia sẻ tử vi tháng chạp tháng 12 âm lịch, cái tháng cận kề giáp Tết. Chúc quý anh chị em chúng ta tốt càng thêm tốt, may mắn càng thêm may mắn, nên nắm bắt nhiều cơ hội trong tháng 12 âm lịch này để chúng ta có được thêm nhiều cái khoản thu chi nào đó trong cuộc sống, để chúng ta có được một cái Tết vui vẻ. Và đặc biệt là nhớ rằng chúng ta nên nắm bắt cơ hội làm ăn phát triển tốt về cái mặt tích cực, chứ đừng nắm bắt về cái mặt tiêu cực. Và nhớ rằng đừng làm những việc nào đó trái nhân quả, trái pháp luật. Và chúng ta cẩn thận thì chúng ta có cái quả quyết quan, cho nên thì chúng ta cũng cẩn thận về tai nạn xe cộ hay là làm những vật sắc bén nhọn thì chúng ta nên cẩn thận. Chúc quý anh chị em chúng ta có cái tháng 12 tháng chạp, tháng cuối năm được nhiều bội thu, doanh thu tăng cao lên, tài chính ổn định, gia đạo được bình an, thành công hơn, tốt đẹp hơn. Xin chân thành cảm ơn tụi anh chị em tụi Dậu của chúng ta. Nam mô A Di Đà Phật.